Trong tập trước, Spectre đã thất bại trước sức mạnh áp đảo của Init ánh sáng, Lightning. Người phải chiến đấu tiếp theo chính là Soulburner. Trận đấu đã diễn ra và thế trận nghiêng về phía của kẻ hồ. Chiến thuật tập trung sử dụng quân bài chủ lực Sanaman Right Hit Rio của Soulburner đã bị Windy nhìn thấu và ép cậu vào thế khó khăn. Giờ sẽ là lượt của Soulburner. Rút bài, kích hoạt ma pháp Sanaman Right Performance, lấy Fork lên tay, kích hoạt hiệu ứng là bỏ mo khỏi mộ và trả 5 lá bài Sanaman Ray từ mộ về bộ bài, sau đó được phép rút 2 lá bài. Tiếp theo, kích hoạt ma pháp trang bị Rising Fire, hồi sinh Sanaman Ray Hit Leo và trang bị lá bài này. Nhưng với hiệu ứng của module Storm Rider Flash, Hit Leo bị vô hiệu hóa hiệu ứng. Kích hoạt ma pháp trang bị Sanaman Ray Sparks, khi chiến đấu, quái thú đang trang bị sẽ có sức công bằng với đối thủ. Soulburner chọn trang bị lá bài này cho Bahamut Bomber. Tiếp tục kích hoạt ma pháp trang bị Sanaman Ray Blow cho Hit Leo, bảo vệ Hit Leo không bị tiêu diệt khi chiến đấu. Windy kích hoạt hiệu ứng của Bahamut Bomber phá hủy Sanaman Ray Blow. Soulburner triệu hồi Sanaman Ray Falcon từ tay, sau đó triệu hồi Sanaman Ray Fall. Cánh cổng mở ra, sử dụng Falcon là nguyên liệu triệu hồi với vũ linh một Sanaman Ray Baylin. Hiệu ứng của Falcon cho phép ốp lại Sanaman Ray Blow lên sân. Cánh cổng mở ra, Baylin và Fall là nguyên liệu triệu hồi với vũ linh hai Sanaman Ray Sunlight Wolf. Hiệu ứng của môi trường Sanaman Ray Sanctuary, triệu hồi chuyển sinh, trở lại đi Sanaman Ray Hit Leo, lập tức kích hoạt hiệu ứng của Sanaman Ray Floor. Hit Leo từ giờ sẽ không bị tiêu diệt và có thể tấn công 3 lần trong lượt. Chiến thắng đã nằm trong tay, tiến lên Sanaman Ray Hit Leo, do được trang bị ma pháp Sanaman Ray Spark, Bahamut Bomber sẽ có sức công bằng với Hit Leo. Hiệu ứng của Sanaman Ray Spark khi được gửi xuống mộ, triệu hồi 2 token trên sân của Windy, Sanaman Ray Hit Leo tấn công token. Hiệu ứng của Spark cho phép gây thiệt hại xương hổ. Đây sẽ là đòn đánh cuối cùng. Nhưng mà khoan, hoa có thể nở nhưng xuân chưa chắc về. Windy kích hoạt hiệu ứng của Storm Rider Gold Diver từ tay, gửi lá bài này xuống mộ, chia đôi thiệt hại và kết thúc lượt tấn công. Windy sống sót trong gang tấc, không thể dứt điểm được trận đấu. Soulburner có thể sẽ gặp khó khăn khi điểm góp chỉ còn 100 điểm. Chưa kể Windy vẫn chưa sử dụng skill của mình. Windy loại bỏ Gold Diver và hồi sinh Storm Bahamut Bomber, nhưng hiệu ứng sẽ bị phô hiệu và chia đôi sức công. Soulburner kích hoạt ma pháp Sanaman Rise Sublimation, hiến tế Sunlight Wolf để tăng điểm góp bằng với sức công của quái thú đó và rút thêm một lá bài, ấp xuống một lá bài và kết thúc lượt. Lượt của Windy rút bài, Stator Storm trở lại sân. Khi điểm góp dưới 1000, kích hoạt kỹ năng người chơi Storm Access. Windy thành công chích xuất được quái thú từ Data Storm. Cánh cổng mở ra, sử dụng quái thú Stator Storm và quái thú Linh 3 Bahamut Bomber là nguyên liệu triệu hồi quái thú Linh 4 Storm Rider. Bahamut Bomber Custom, hiệu ứng của Bahamut Bomber Custom, di chuyển Hit Leo xuống vùng ma pháp cạm bẫy và sau đó phá hủy toàn bộ ma pháp cạm bẫy có trên sân của Soulburner, gây 500 thiệt hại ứng với mỗi lá bài. Phát động tấn công, Soulburner kích hoạt cạm bẫy dưới mộ, loại bỏ Sanaman Ray Ascended vừa bị phá hủy, trả Sunlight Wolf về bộ bài và hồi sinh Falcon. Bomber Custom tấn công Falcon, hiệu ứng của Baylin bảo vệ Falcon không bị tiêu diệt. Nhờ nắm được cái tính hấp tấp của Windy mà Flame và Soulburner đã diễn một tiểu phẩm để Windy phá hủy đi lá bài up của họ, nhờ đó sống sót được qua lượt này. Lượt của Soulburner rút bài, triệu hồi Sanaman Ray Gazelle. Hiệu ứng của lá bài này gửi Spinny xuống mộ. Hiệu ứng của Spinny hồi sinh lên sân với hai quái thú có cùng level. Sử dụng Gazelle và Spinny level 3 làm nguyên liệu triệu hồi. Các con số đã xếp chồng lên nhau, triệu hồi Isid, Sanaman Ray, Mirages, Chalio, rank 3. Hiệu ứng của quái thú này, sử dụng một nguyên liệu, triệu hồi Pit Python từ bộ bài. Hiệu ứng của Pit Python trả 2 lá Hit Leo về bộ bài. Vô hiệu hóa hiệu ứng của Bomber Custom và Storm Rider Flash. Cánh cổng mở ra, sử dụng 3 quái thú có trên sân làm nguyên liệu triệu hồi quái thú Linh 3. Sanaman Ray Hit Leo, hiệu ứng của Mirages, Chalio. Khi được làm nguyên liệu triệu hồi quái thú linh, trả Bomber Custom về tay của Windy. Windy kích hoạt hiệu ứng của Storm Rider Toby lúc chặn hiệu ứng đó. Ngay lúc này, gửi Hit Leo xuống mộ, triệu hồi chuyển sinh Sanaman Ray Hit Leo. Hiệu ứng khi được chuyển sinh, chuyển sức công của Bomber Custom bảo vệ Spinny dưới mộ. Không còn gì để ngăn cản chiến thắng của Soulburner. Phát động tấn công, Sanaman Ray Hit Leo nướng chín Storm Rider Bahamut Bomber Custom. Windy bị đánh bại.
Bạn có thể đặt mua các sản phẩm Yu-Gi-Oh nguyên hộp nguyên siêu chính hãng tại trang web mới là MyHyDuel Pro với nhiều ưu đãi và miễn phí vận chuyển toàn quốc. Nếu cần mua bài lẻ, có thể ghé trang web cũ là MyHyDuelStore.com với hơn 6.000 lá bài khác nhau. Đừng quên dùng mã giảm giá 7% cho các lá bài phân phối bởi MyHy bạn nhé. Blue Maiden đến một khu vực trông rất giống thế giới của Lynn Viren. Cô ấy bước vào một tòa nhà trông giống hệt với tòa nhà trung tâm, và tại đây cô ấy gặp được Bowman. Hai phóng viên cũng đã có mặt, như vậy người đấu tiếp theo sẽ chính là Blue Maiden. Ghost Girl và Zazen cũng sẽ theo dõi trận đấu này. Nhận thấy Bowman là một AI có ý thức riêng, Blue Maiden và Awa đã ra sức thuyết phục Bowman từ bỏ Lightning và cùng họ chiến đấu. Nhưng đến cuối cùng, trận đấu phải bắt đầu, Blue Maiden sẽ đi trước, triệu hồi Marisset Seahorse. Cánh cổng mở ra, triệu hồi với Phú Linh 1, Marisset Blue Slut. Hiệu ứng của Blue Slut trả Seahorse về tay. Sau đó triệu hồi lên sân, cánh cổng mở ra, sử dụng Blue Slut và Seahorse làm nguyên liệu triệu hồi với Phú Linh 2, Marisset Coral Anemone. Hiệu ứng của Coral Anemone hồi sinh Blue Slut. Tiếp tục mở ra cánh cổng, sử dụng với Phú Linh 2, Marisset Coral Anemone và Blue Slut làm nguyên liệu triệu hồi với Phú Linh 3, Marisset Marble Rock. Hiệu ứng của Coral Anemone đưa Seahorse về tay. Sau cùng úp một lá bài và kết thúc lượt, Luke Bowman rút bài, triệu hồi Halarai Booster. Cánh cổng mở ra, triệu hồi với Hú Linh 1, khu lệnh Halarai, triệu hồi thêm một Halarai Booster khác. Cánh cổng tiếp tục mở ra và triệu hồi thêm một khu lệnh Halarai. Kích hoạt ma pháp Judgment Arrow, tiếp tục triệu hồi thêm một Halarai Booster, dùng nó là nguyên liệu để triệu hồi ra khu lệnh Halarai thứ 3. Đây là một bất lợi khi quái thú của Blue Maiden đều mang thuộc tính nước, tạo điều kiện cho Cullen Halarai có thể tấn công trực tiếp. Nhờ vào trận đấu với Haru trước đó, Blue Maiden đã có được chiến thuật để đối phó với bộ bài Halarai. Nhưng cô nên thận trọng khi đưa ra quyết định, vì người đang chiến đấu không phải là Haru. Cánh cổng mở ra, sử dụng 3 quái thú Cullen Halarai là nguyên liệu triệu hồi quái thú lên 3, Cubit Halarai Lore. Hiệu ứng của Cubit Halarai Lore chỉ thuộc tính hành đất, nước và lửa. Các quái thú có trên sân có cùng thuộc tính sẽ bị vô hiệu hóa hiệu ứng. Phát động tấn công, Cubit Halarai tấn công Marble Rock. Sức công của Cubit Halarai Lore tăng gấp đôi và chẻ đôi Marble Rock thành một vũng nước. Hiệu ứng thứ hai của Cubit Halarai Lore cho phép tấn công lần hai sau khi tiêu diệt một quái thú cùng thuộc tính. Blue Maiden kích hoạt cạm bẫy Marisset Snow, triệu hồi Marisset Crystal Hut từ trong Exadeth và nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng. Lượt tấn công vẫn tiếp tục, kích hoạt ứng của Crystal Hut, gửi một Marisset xuống mộ để không bị tiêu diệt và giảm thiệt hại về không. Với sự giúp đỡ từ Awa và sức mạnh của Crystal Hut, cô nhất định sẽ lấy lại được ý thức của Miyu và giúp Miyu tỉnh lại. Bowman đột nhiên tạo ra một xung chấn rung chuyển không gian. Xung chấn này khiến tất cả mọi người không thể đăng xuất khỏi Lynn Viren. Bowman úp xuống một lá bài và kết thúc lượt. Lượt của Blue Maiden rút bài, kết hợp ma pháp vĩnh cửu Marisset Purple Blast, triệu hồi Seahorse lên sân và gây 1.000 thiệt hại cho Bowman. Bowman kích hoạt cạm bẫy vĩnh cửu Interference Canceller, chuyển thiệt hại về không, và hiệu ứng này sẽ tồn tại trong 3 lượt. Blue Maiden sử dụng Seahorse làm nguyên liệu triệu hồi với Hú Linh 1, Marisset Blue Slut. Hiệu ứng của Marisset Purple Flash gây 1.500 thiệt hại, và tất nhiên thiệt hại này sẽ về không do hiệu ứng của Interference Canceller. Chỉ cần gây thiệt hại thêm một lần nữa thì cạm bẫy đó sẽ biến mất. Nhưng Bowman kích hoạt hiệu ứng của Halarai Mutation từ tay, trả Interference Canceller về tay và triệu hồi lên sân. Sau đó cho phép úp trở lại cạm bẫy. Bowman cũng có thể kích hoạt lá cạm bẫy này ngay trong lượt. Nhờ đó mà hiệu ứng của Interference Canceller đã được phục hồi. Chiến thuật gây thiệt hại để tiêu hao 3 lượt kích hoạt của Blue Maiden đã thất bại. Blue Maiden vẫn tiếp tục mở ra cánh cổng, triệu hồi quái thú Linh 2, Marisset Coral Anemone. Marisset Purple Flash gây 2.000 thiệt hại cho Bowman, nhưng đã bị chuyển thành không. Blue Maiden úp xuống một lá bài, Purple Flash bị phá hủy vào cuối lượt. Bowman hiện đang chiến đấu với trái tim đầy sự hân hồ và đau buồn từ sự ra đi của Haru. Một trí thông minh được tạo ra bởi AI mà có cảm xúc như con người quả là một sự bất ngờ đối với Blue Maiden và Awa. Luke Bowman rút bài, kích hoạt hiệu ứng của Mutation, chuyển thuộc tính sang thành nước, kích hoạt ma pháp Property Flood, hiến tế Mutation và hồi sinh 3 Cullen Halarai ở dưới mộ. Cánh cổng mở ra, sử dụng tất cả quái thú có trên sân là nguyên liệu triệu hồi quái thú Linh 4, Tesseract Halarai Monarch. Quái thú này giờ sẽ mang 4 thuộc tính. Khi Cubit Halarai xuống mộ, Bowman được rút một lá bài. Tesseract Halarai tiếp tục vô hiệu hóa hiệu ứng quái thú của Blue Maiden. Phát động tấn công, Tesseract Halarai tấn công Crystal Hut. Hiệu ứng của Crystal Hut kích hoạt, gửi một Marisset xuống mộ, giảm thiệt hại về không và quái thú này không bị tiêu diệt. Hiệu ứng của Tesseract kích hoạt,
Khi tấn công, đối thủ phải gửi một bới hú hệ thủy xuống ngộ. Nếu điều này xảy ra, Tesseract sẽ được phép tấn công thêm một lần nữa. Mọi nước đi tiếp theo đều có xác suất dẫn đến thất bại. Lumiden đang dần mất đi sự tập trung của mình. Cô đột nhiên nghe thấy tiếng nói của anh trai và dần bình tĩnh trở lại. Kích hoạt cạm bẫy Maruset Card Case, loại bỏ tất cả quái thú có trên sân và tăng sức công cho Tesseract. Như vậy, quái thú trên sân đã không phải gửi xuống bộ, Bowman không phải tiếp tục tấn công, cho nên úp một lá bài và kết thúc lượt. Lượt của Lumiden rút bài. Các quái thú trở lại trên sân, kích hoạt môi trường Maruset Battle Ocean, tăng 200 sức công cho quái thú có trên sân. Cánh cổng mở ra, sử dụng Crystal Heart và Coral Anemone làm nguyên liệu triệu hồi quái thú linh bố Maruset Wonder Heart. Nhờ vào hiệu ứng của môi trường, quái thú dùng Crystal Heart làm nguyên liệu sẽ không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng của đối thủ. Hiệu ứng thứ hai của môi trường, trang bị Slow Slut, Coral Anemone và Mobile Rock cho Wonder Heart, từ đó nhận 1800 sức công. Hiệu ứng của Coral Anemone khi được gửi xuống ngộ, lấy lên một Maruset, phát động tấn công Maruset Wonder Heart tấn công Tesseract Hydrarite Monarch. Hiệu ứng của Wonder Heart, Tesseract không chịu ảnh hưởng bởi hiệu ứng của Judgment Arrow. Sau đó triệu hồi lên sân Marble Rock. Marble Rock nhận thêm 200 sức công. Sau đó tấn công trực tiếp Moment. Bạn có thể đặt mua các sản phẩm Yu-Gi-Oh nguyên hộp nguyên siêu chính hãng tại trang web mới là Mahadual Pro với nhiều ưu đãi và miễn phí vận chuyển toàn quốc. Nếu cần mua bài lẻ, bạn có thể ghé trang web cũ là mahadualstore.com với hơn 6.000 lá bài khác nhau. Đừng quên dùng mã giảm giá 7% cho các lá bài phân phối bởi Mahai bạn nhé. Cạm bẫy kích hoạt Hydrarite Tolerance. Bowman trả 1.200 thiệt hại để không nhận thêm bất kỳ thiệt hại nào trong lượt này. Cuối lượt, Marble Rock trở lại trang bị cho Wonder Heart. Hợp tiếc khi Lumiden không thể dứt điểm trận đấu trong lượt này. Lượt của Bowman rút bài, trả 1.000 điểm gốc, hồi sinh Tesseract Hydrarite Monarch về sân với sức công là 6.000. Phát động tấn công, Tesseract tấn công Wonder Heart. Wonder Heart không bị tiêu diệt, nhưng phải triệu hồi Lucelot lên sân. Do hiệu ứng của Tesseract, Lucelot sẽ được gửi xuống mộ. Tesseract tiếp tục tấn công Wonder Heart. Cứ theo đà này, Lumiden sẽ sử dụng hết trang bị có trên sân. Coral Anemone được gọi lên sân và lập tức bị gửi xuống mộ. Sau đó, lấy Seahawk lên tay. Vòng lọc tấn công lại tiếp tục, Marble Rock được gọi lên sân và sau đó lại gửi xuống mộ. Tesseract Hydrarite Monarch tiếp tục tấn công. Lumiden kích hoạt hiệu ứng của Maruset Frogtail từ tay, gửi Seahawk xuống mộ để chia đôi thiệt hại nhận trong lượt này. Wonder Heart bị tiêu diệt và Frogtail được triệu hồi lên sân. Hiệu ứng của Wonder Heart hồi sinh Crystal Heart. Vòng lặp lại tiếp tục, Frogtail được gửi xuống mộ, Tesseract tấn công. Ngay lúc này, Frogtail lại loại bỏ khỏi mộ và Lumiden đang có 4 quái thú linh với tổng số linh là 10. Như vậy, lượt này, thiệt hại dưới 10.000 sẽ bị phủ nhận. Tuy vậy, do đã mất đi Wonder Heart, Tesseract Hydrarite Monarch sẽ được Judgment Arrow nhân đôi sức công. Trong khi đó, Crystal Heart sức công chỉ có 200. Dù đã nỗ lực hết sức, nhưng đây là cái kết của trận đấu. Tạm biệt Lumiden và Awa. Cảm ơn hai người đã chiến đấu hết sức mình. Và đó là tập tóm tắt phim của kỳ này. Hẹn các bạn vào kỳ tóm tắt phim lần sau. Nhớ like, share và bấm nút chuông để nhận thêm thông báo về video mới nhất nhé. Còn nếu bạn mới đến kênh, đừng ngại bấm một nút đăng ký và nút chuông để đón xem thêm nhiều video khác của M2.